Khanh Trần ca ca, phụ vương trấn thủ biên giới phía Nam 10 năm đã không quay lại vương phủ kinh thành. DSN cả huynh lấy vợ cũng không ngoại lệ, sao đột nhiên lại quay về rồi? Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Miễn lễ. Tạ ơn phụ hoàng. Phụ hoàng, người có muốn dùng bữa tối không? Vãn Thu đã vì người mà chuẩn bị, từ yến rồi. Vương gia. Vương gia, dù gì người cũng là người dưới một người, trên vạn người vua Trấn Nam. Tại sao tiệc chào đón lai mộc mạc như vậy? Cô nương này lại là ai vậy? Dám ăn nói hoang đường. Đây là thánh nữ Nam Cương. Bổn vương sắp qua khỏi cửa của thánh nữ. Mau đến bái kiến mẫu phi tương lai của các con. Phụ hoàng người, lúc nào đã định cưới phi rồi? Vương gia, thế tử nạt ta. Có phải người với việc kết hôn của chúng ta có ý kiến không? Sao vậy? Bổn vương cưới vợ còn cần sự đồng ý của con sao? Phụ hoàng thứ tội, thế tử là vui quá nên ngốc. Vãn Thu bái kiến. Vương gia, thế tử và thế tử phi sỉ nhục người khác như vậy, rõ ràng là đánh vào mặt người khác, là đối với người bất mãn rồi. Đây rõ ràng là Giang Sát Sát. Sao lại biến thành thánh nữ Nam Cương rồi? Còn muốn gả cho phụ hoàng, thánh nữ không cần lo lắng, bổn vương giờ sẽ khoét mắt cô ta ra để người hạ giận. Phụ vương đừng trách, thế tử phi chỉ là hôm đó mệt mỏi nhất thời hoa mắt, xin phụ vương nể tình con trai, tha cho cô ấy một mạng, con không nên cầu xin ta. Vương gia, thế tử trừng mắt với ta, người ta sợ quá đi. Vợ ta không xấu tính, xin thánh nữ tha cho một mạng. Dừng. Được rồi, rốt cuộc nàng muốn dây vò nó thế nào mới có thể thôi giận? Người ta muốn thế tử phi đứng ở cửa vương phủ, tự tát vào mặt mình, vừa tát, vừa nói bản thân mới là quỷ, yêu cầu đơn giản như vậy. Thế tử sẽ không đồng ý đấy chứ? Đúng rồi. Người nữ nhân vô sỉ, vậy mà lại ác độc như vậy. Vương gia, người ta là thánh nữ Nam Tân Cương, thế tử lại nói ta là yêu nữ, đây là không đặt Nam Cương ta vào trong mắt, người nhất định phải trừng phạt anh ta thật nặng. Được. Nghe nàng hết. Quân Khanh Trần, còn không mau mang thế tử phi xuống và chịu phạt. Phụ hoàng. Nhi thần đi giám sát cô ấy. Bây giờ nàng mãn nguyện. Nói như người không muốn đánh bại họ vậy. Những năm qua bọn họ mượn tên của người bay nhảy, nếu còn không quản, không biết sẽ còn bao nhiêu rắc rối nữa. Đều bẩn rồi. Ta muốn thay đồ. Can. Sao ngươi lại ở đây? Vương phủ của ta. Ta không ở đây, thì ở đâu? Chúng ta còn chưa thành thân, mong vương gia tự trọng. Ban ngày ngươi không phải dáng vẻ như vậy, ta vẫn thích. Dáng vẻ ngươi ôm ta lúc sáng hơn. Chẳng qua là tìm lại mặt mũi về thôi. Chỉ cần mỗi người lấy lại thứ mình muốn. Sau khi xong việc, ta muốn trở về Nam Cương. Không phải cô đang muốn thất hứa đấy chứ? Ta giúp Nam Cương chống lại Tây Dung. Cô giúp ta loại bỏ hàn độc bẩm sinh. Chỉ cần cô thực hiện tốt lời hứa của mình, ta tất nhiên sẽ không thất hứa. Nhưng mà, Nếu như cô cố bất kỳ suy nghĩ nào khác, hậu quả cô không thể gánh nổi đâu. Suy nghĩ khác gì chứ, ta đối với Vương gia một chút hứng thú cũng không có, đừng tự cao. Ta có nói suy nghĩ của cô là ta không? Ta biết rồi, còn không mau đi. Vương phi của Khanh Trần không phải là người tốt, cô muốn động thì động đi. Nhưng quân Khanh Trần, cô tốt nhất cách xa nó ra chút. Sao vậy? Sợ ta hại hắn? Đứa trẻ đó nhìn vào mắt cô có gì không đúng, cô chú ý chút. Đừng biến ta thành kẻ bị cắm sừng. Khốn nạn! Nhớ cho kỹ, không được khiêu khích nam nhân khác. Không ngờ rằng vua Trấn Nam nổi tiếng, suy cho cụ ủng, cũng chỉ là một tên nam nhân mà thôi. Xương cốt không còn như thế nào gọi là xương cốt không còn. Nơi chôn người ngày ấy chỉ nhìn thấy vài mảnh xương, thi thể có thể bị chó hoang ăn mất, không xác định được có phải là Giang thị không. Vậy nên Công Nghi Hồng có phải là Giang Sát Sát không? Chúng ta một chút manh mối cũng không có. Khanh Trần ca, chàng đừng tức giận. Nếu như cô ta thật sự là Giang Sát Sát không phải càng tốt sao? Ban đầu khi cô ta gần chết còn SACP, đưa binh phù chỉ có thể điều động một nửa quân đội Giang gia. Nếu như thật sự là cô ta, không phải càng tốt? Giang Sát Sát trên thiên đường có đường cô khóc đi, địa ngục công cửa cô tự nhiên nhảy vào. Độc trong cơ thể người đã ăn sâu bén rễ. Mỗi tháng cần châm cứu 7749 lần, đi kèm với phương pháp bí mật của Nam Tân Cương thì sẽ được loại bỏ hoàn toàn. Việc giải độc không được để bất kỳ ai biết. 15 hàng tháng, ta sẽ âm thầm đến. Khuê phòng thánh nữ người không được xâm phạm, thánh nữ gì chứ hàng giả mạo mà thôi, cút ra. Quân Khanh Trần sao giờ này còn đến? Quân Lâm Phong còn phải ngồi thiền một canh giờ nữa, nếu như bị cắt ngang, sẽ bị phản phệ. Ta là thánh nữ Nam Cương, mẫu phi tương lai của ngươi, sao ngươi lại nhìn trộm ta tắm? Ta là thánh nữ Nam Cương, mẫu phi tương lai COA ngươi, sao ngươi lại nhìn trộm ta tắm, còn giả vờ? Mặc dù ta không biết sao cô lại mê hoặc được phụ vương của ta, nhưng mà đừng hòng giấu ta. Giang Sát Sát, ta nghe không hiểu ngươi nói gì hết. Năm đó ta và con định hôn. Mở miệng là ca ca thật ngọt ngào. Bây giờ lại muốn ta gọi cô là mẫu phi. Năm đó ta cho cô một đao là tại vị trí này. Cô có dám để ta xem không? Vô lễ, vô lễ. Cho dù bây giờ có là khả không có ai DESN cứu cô đâu. Phụ hoàng sao người lại? Quân Khanh Trần ngươi thật là to gan, lại dám trêu ghẹo mẫu phi tương lai của ngươi. Ngươi đừng bị yêu nữ này mê hoặc. Cô ta là vị hôn thê của con Giang Sát Sát, cô ta quay lại để báo thù đó. Vương gia ta không biết hắn đang nói gì. Thế tử muốn vô lễ với ta, còn muốn xem ngực của ta, ta sợ hãi quá. Cô đừng ăn nói linh tinh. Phụ hoàng, trên ngực cô ta đã bị con đâm một nhát, ngực trái cô ta nhất định có vết sẹo. Vương gia, ngực trái của ta có sẹo không? Ngươi còn không biết sao? Thế tử vì ham mê sắc đẹp của ta, đến cả lời nói dối này cũng bịa ra được. Vương gia, ngươi thiếu tôn trọng vi pha thèm muốn mẫu phi mình, thật sự khiến ta quá thất vọng rồi. Thẩm ký đem thế tử giải xuống đồng đường quỳ cho ta. Không có lệnh của ta không được phép đứng lên. Phụ hoàng, ngực của cô ta nhất định có sẹo, ngươi hãy nhìn kỹ lại đi. Không phải người nói đây là cấm địa của vương phủ sao? Sao loại chó mèo gì cũng có thể xông vào vậy? Được rồi, con trai ngươi đã đi rồi. Giả vờ gì chứ? Y người. Quân Lâm Phong. Tây Nhung nhiều binh mã như vậy cũng không làm người thương được chút nào. Quân Khanh Trần này vừa xuất hiện đã làm người phản phệ nặng như vậy. Thật sự là đứa con tốt của người. Được rồi, người dưỡng bệnh trước đi đã, quay về ta giúp người kê ít thuốc. Không phải chứ, người đã bị thương như thế này rồi còn bộc lộ thú tính. Mau buông ta ra, nhìn kỹ một chút. Trên người cô có vết sẹo hay không ta thật sự không biết. Vậy nên, xem ngược chút. Cha con các ngươi sao có thể như vậy chứ? Ta tốt xấu gì cũng cứu người, người lại đối xử với ta như vậy. Khanh Trần nói chắc chắn như vậy, ta tránh có chút hiểm nghi. Bây giờ thấy trên ngực cô không có sẹo, vậy ta cũng yên tâm rồi, ta xa quê hương cô đơn bơ vơ. Vua Trấn Nam lại muốn ức hiếp ta như vậy, chỉ ức hiếp mà thôi. Không cần giải thích với ta, không phải hoàn toàn không phải là ý như vậy. Quân Lâm Phong ngươi nghe rõ đây. Ta cùng ngươi đến Trịnh Quốc là để cứu bách tính của ta. Nếu như ngươi buộc giữ ta, ta cũng không có cách nào. Nhưng mà không thể đến cả con trai ngươi cũng. Ta là thánh nữ Nam Cương. Sỉ nhục ta chính là sỉ nhục Nam Cương. Ta thà chết chứ không tuân theo. Khanh Trần nó cũng không phải có ý này. Chỉ là COO quá giống với Thế Tử Phi trước. Có hay không trong lòng ngươi biết rõ. Cút. Thẩm Kỳ ra đây. Vương gia có gì căn dặn? Đánh Thế Tử 3 trượng cho ta. Làm cho mắt nó sáng ra. Không phải ai cũng giống nữ nhân của nó. Vâng. Tiểu thư người không để lộ chứ? Yên tâm đi, ta sớm đã chuẩn bị rồi. Vậy thì tốt. Năm đó bọn họ lừa người, sau khi giao binh phủ liền trở mặt và giết người, bây giờ còn tự tin muốn kiểm tra vết thương của người. Ta hát sự là một tên tiểu nhân vô sĩ. Quân Khanh Trần Lâm Vãn Thu. Bọn chúng còn chơi cháo hơn nhát đao này. Không vội. Chúng ta tương lai còn dài. Cái này còn dùng được nửa tháng, không sợ bị người khác phát hiện. Thánh nữ, chúng ta tìm cơ hội tìm lại nửa miếng binh phủ kia, sau đó mau chóng quay lại Nam Cương đi. Người trong phủ của vua Trấn Nam này không có ý tốt với người. Quá nguy hiểm rồi, không được ta phí công sức nhiều như vậy. Chỉ để cướp lại đủ binh phủ. Quân Khanh Trần và Lâm Vãn Thu. Không được để bọn họ chết yên. Nhưng mà bọn họ có quyền có thế. Người tại Trịnh Quốc không có gì cả. Thì có thể làm gì được họ chứ? Tiểu Kim. Có lúc vẻ đẹp này đã là quyền lợi tối cao nhất. Quân Khanh Trần, ta sẽ khiến ngươi từng bước mất hết tất cả những gì ngươi có. Cuối căng tuyệt vọng mà chết. Phụ vương cũng thật là, sao có thể ra tay nặng vậy chứ? Không phải là tại vì. Chậm chút, chậm chút. Lẽ nào trên ngực của yêu nữ thật sự không có sẹo? Trên thế giới này ở đâu ra có hiên người giống hệt nhau vậy chứ? Sao cô ta lại không phải là Giang Sát Sát? Chúng ta thử thêm là biết. Không thể. Phụ hoàng đế bất mãn rồi, còn thăm dò nữa sẽ chọc tức phụ hoàng đó. Chàng và phụ hoàng đều là nam nhân. Chuyện sau nhà tất nhiên sẽ DNGF thủ đoạn ở nhà. Sao sữa đậu nành này mặn vậy chứ? Không phải Nam Cương kia uống hết rồi sao? Ta đặc biệt nghe ngóng sở thích của Nam Cương. Đây là đặc biệt chuẩn bị cho thánh nữ. Lẽ nào thánh đô không thích? Thái tử phi có lòng rồi. Vậy người uống nhiều một chút. Thăm dò ta, không thể để bị lộ. Đậu phụ sao lại? Ta nghe nói đậu nành Nam Cương mặc dù mặn, nhưng món đậu hũ này chỉ uống ngọt. Lẽ nào thánh nữ không thích uống? Ta thích nhất uống nhất đậu phụ ngọt. Trong bánh chưng này không chỉ có giam bông, còn có cả lòng đỏ trứng muối. Dị đoan, hoàn toàn là dị đoan. Nhưng mà không phải Nam Cương ăn như vậy sao? Thánh nữ sao lại khó chấp nhận vậy? Lẽ nào thánh nữ không phải người Nam Cương? Là bởi vì thịt giam bông này không chính cống. Người phương Bắc như ta thật sự đánh đoi quá nhiều rồi. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Thánh nữ, đây là diếp các đặc sản của Nam Cương. Người thường không thể ăn, nhưng mà người là người Nam Cương nhất DGNH rất thích. Wow, đúng là vị này rồi. Đặc trưng chỉ là loại mà Nam Cương ở nơi hoang vu hẻo lánh mới có thể mang tứ rác rưởi này về làm. Vương gia người xem hắn, mỗi nơi đều có món ăn đặc biệt của mình, ngươi không ăn thì ngậm miệng lại. Nhờ sự quan tâm của Thái tử Phi, ta đây cũng muốn bày tỏ chút thành ý của mình. Kim, lên món. Vâng, cô ta muốn làm ý đây. Thứ gì đây? Thối như vậy sao ăn được? Đây là ta đặc biệt cho người chuẩn bị cho các ngươi. Đồ uống đặc sắc tai sô, nước đậu xanh. Thế tử Phi mau mau thử. Tai sô từ khi nào có loại đặc trưng này? Chất liệu gì vậy? Mang đi. Thế tử Phi, cô đây là đang nói gì vậy? Người tai sô các ngươi không phải đều thích uống casi này sao? Thứ đồ buồn nôn như vậy, ngươi cũng dám đưa cho Vãn Thu uống? Ngươi cho rằng ai ai cũng giống Nam Man các ngươi? Đóng quân Nam Cương lâu rồi không uống thứ ngon như vậy. Vẫn là vị này. Ngay ra đó làm gì? Cốt uống đi, đồ ngon như này đừng lãng phí, uống. Thánh nữ, ngươi cũng thử đi. Ta không cần đâu, ta là người nước khác uống không quen thứ này, không giống Thế tử và Thế tử Phi. Uống từ nhỏ đến lớn nhất định rất thích. Uống đi, sao các ngươi lại không uống? Ta là đặc biệt chuẩn bị đó. Vương gia tự tay đưa nó cho các ngươi là với ta bất mãn, hay là với vương gia? Các ngươi không thích. Thích. Quả nhiên ngon. Thánh nữ, rau diếp cá đó người căn bản ăn không được. Tội gì miễn cương ăn vào chứ? Không sao, Lâm Vãn Thu và quân Khanh Trần luôn còn nhiều hơn ta. Đôi cẩu nam NNU đó thật sự là cá hôi tôm thối, không đáng để người bị thương 800 lần, tự hủy hoại mình 1000 lần. Ngươi yên tâm, bọn chúng dám ức hiếp ta như vậy, ta cũng không để bọn chúng yên ổn. Đúng, chúng ta đường xa đến đây, không phải để bị ức hiếp. Thánh nữ như ngươi còn có thể chịu người khác ức hiếp, chính cô ta đã bặt nạt người. Ngươi đây là lại làm sao? Đang yên lành sao lại nổi nóng với ta? Đừng cho rằng ta nhìn không ra. Người đại chính các ngươi đều không xem Nam Cương ra gì. Người và đứa con của người và con nữ nhân của nó đều không xem trọng ta. Oan ức quá. Nếu như ta không xem trọng ngươi, cần gì mang người quay về, còn phong cho ngươi vương phi. Còn về không xem trọng Nam Cương, càng là không có cách gì để nói. Ta đóng quân ở Nam Tân Cương hơn chục năm không dám xem nhẹ. Còn không phải vì thực lực tài giỏi của Nam Cương, người. Được rồi. Chuyện hôm nay là quân Khanh Trần và vợ nó không đúng, bọn nó không thương thức không nổi đồ ngon. Sau này người là mẫu phi của bọn nó, đừng tính toán với tiểu bối, được không? Vương gia, lẽ nào trong tim của người, ta chỉ là một người tính khí tệ vậy sao? Là người không nói đạo lý, thánh nữ là người nguyên tắc tri thức. Thế tử kia, tương lai sẽ kế thừa ngai vàng vua Trấn Nam, nhưng lại qua thiếu trách nhiệm với Nam Cương chúng tôi. Đến lúc đó người có thể yên ta giao ngai vàng cho hắn không? Hắn ta những năm qua luôn ở tại Kinh Thành, ta không có thời gian quản giáo nó, đúng là có chút thiếu trách nhiệm. Nhưng thế tử lớn tuổi, bây giờ quản giáo có chút muộn rồi, cần phải nặng tay. Ta biết tâm bệnh Vương gia thế tử là tình yêu con của cha mẹ, lập ra kế hoạch dài hạn. Người nói xem, điều này thực sự khó trấn thủ Nam Phương, vẫn nên luyện tập nó thật tốt. Phụ hoàng, người gọi con DESN đây sớm như vậy, vừa mới sáng. Thằng lên, con xem thử con giống cái gì. Trời sáng rồi còn không chịu dậy luyện võ. Luyện võ? Luyện võ Phan dậy sớm vậy không sao? Phải trước đến nay, bổn vương quá dung úng cho con rồi. 20 mấy năm đều như vậy, phụ hoàng cũng không cảm thấy không ổn. Sao đột nhiên lại giống tiêm máu gà vậy? Bắt đầu từ ngày hôm nay, con mỗi ngày thức dậy, theo bổn vương đi luyện võ. 2 canh giờ, cung thẩm kỳ đi diễn tập quân sự. Đến tối rồi về, còn cùng bổn vương xử lý chính vụ. Phụ hoàng, người sắp xếp nhiều như vậy cho con là biến con thành huấn luyện gia súc sao? Con trai của Bon Vương, không thể thua ở vạch xuất phát. Vương gia nói rất đúng, Vương gia anh minh uy vũ. Vương gia người xem ngài ấy trừng mắt với ta. Vương gia người nói, có phải ngài ấy không muốn luyện không? Nhìn cái gì chứ? Chạy 100 vòng trước đi. Cái gì? Chạy nhanh lên. Đừng chậm chạp. Mới 50 vòng mà thôi. Con đã chạy lâu như vậy. Những năm qua ở Kinh Thành, rốt cuộc lỏng lẻo như thế nào? Phụ hoàng, con trai từ trước DESN nay luôn tập luyện trong Kinh Thành không có đối thủ. Chỉ là chưa A Tung luyện qua chạy bộ. Nếu như vậy, vậy ngôi cung bổn vương trai qua 2 vòng, ta hát sự cười chết người khác, còn trong Kinh Thành không có đối thủ. Ta thấy ngươi nổi bật như vậy, ngay cả một người yếu như ta cũng không đánh lại được. Yêu nữ này có vẻ DEKP giống Tiêu Sát Sát, cơ thể còn mệ hoặc hơn. Chẳng trách phụ hoàng bị quyến rũ DESN chết mệt. Vương gia, thật sự dọa sợ người ta rồi. Lux, người ta không ngờ rằng thế tử lại thiêu kinh nghiệm như vậy. Ta không phải cố ý đâu. Ngươi đánh lén, lần này không tính, lại lần nữa. Đánh không lại. Đánh không trúng. Ngươi tức chết rồi. Bằng ngươi có bản lĩnh đừng tránh. Thế mới có bao lâu? Ngươi mệt như thế rồi. Yếu quá đi. Ngươi, ta để ngươi xem, rốt cuộc OJC ta có yếu hay không? Vương gia, TSTU hung dữ quá, người ta sợ quá đi. 775.57. Sao ngươi lại làm ra, đánh ta thành thế này, còn tự tin đứng đó giả vi đáng thương. Người ta vốn dĩ yếu mềm, là ngươi giống như tờ giấy. Nắm tay của người ta nhỏ mềm như vậy, ngươi còn không chịu nổi. Mẹ nhà ngươi. Tên nghịch tử này. Thẩm Kỳ, bắt nó luyện tập đến chết cho ta. Vâng. Chân của ta. Công Nghi Hồng chết tiệt. Nếu như không có cô ta, phụ hoàng cũng không bất mãn với mình như vậy. A Kim, các ngươi ở đâu? Đừng để ta bắt được các ngươi, bắt được là chết chắc đó. Lai là tên yêu nữ này. NDUNG, để ta xem ta xử lý các ngươi thế nào. Bắt được ngươi rồi. Ngươi đừng nói gì hết, để ta đoán xem ngươi là ai. Ngươi chỉ được gật và lắc đầu. Đoán đúng thì ngươi phải đổi vị trí với ta. Mặt nhỏ như vậy. Không đúng. Ngươi đừng nói gì. Ta sẽ đoán xem. Sao ngươi lại không cẩn thận như vậy? Bẩn chết rồi. Ta mặc kệ. Đợi chút. Đoán ra được. Mới cho là thắng. Lỗ chân lông, có chút to, Lục Chi. Không phải. Cổ có chút dài. Chân châu. Đợi chút. Sao ngươi lại có trái cổ? Các ngươi đang làm gì vậy, Phụ Hoàng? Sao lại là ngươi? Vương gia, ngươi nhất định thay ta làm chủ. Ta, thế tử ức hiếp ta như vậy, căn bản là trong mắt không có quân trưởng. Phụ Hoàng minh giám, Nhi Thần không có. Bẩm báo Vương gia, Thu Ô Hạ đã tra kỹ mọi chuyện đúng như Thánh Nữ nói. Vậy sao? Tùng hợp như vậy. Mong Vương gia minh giám. Ban nãy Thánh Nữ và chúng nô tỳ tại Hoa Viên chơi bịt mắt bắt dê, mắt che đi thì không thấy suy nữa. Thế tử nhân lúc như vậy, cần xin Vương gia vì Thánh Nữ làm chủ. Vương gia dung bẩm, Nhi Thần không có ý cợt nhả Thánh Nữ, chỉ là Thánh Nữ nhận nhầm người. Nhi Thần hoảng loạn không biết phải làm thế nào. Hoảng loạn? Ngươi hoảng loạn mà cắn vào đầu ngón tay ta, ngươi lôi tay ta chạm vào ngươi. Ta không phải, ta không có. Cô vu khống ta. Ngươi để ta chạm vào đây đúng không? Còn chỗ này nữa, ngươi có phải kéo tay ta? Còn chỗ này đủ rồi. Người lớn người nhỏ đều ức hiếp ta. Vương phủ tuy lớn nhưng hoàn toàn không có chỗ cho ta dung thân. Ta muốn về Nam Cương. Đâu cũng không được đi. Ở lại đây cho ta. Quân Khanh Trần, ta thấy là ngươi bị chóng mặt. DESN võ đài luyện tập. Luyện đến lúc nào tỉnh táo lại mới được nghỉ ngơi. Còn luyện con đã luyện cả ngày rồi. Thẩm Kỳ, ngươi trông chừng nó kỹ cho ta. Vâng. Ta biết ngay Vương gia tin tưởng ta. Vương gia với ta tốt nhất. Biết rằng ta tốt với cô nhất, cô bớt hẹp hòi lại đi. Tính cách của Khanh Trần ta hiểu rõ, thật sự có chút nóng này. Nhưng mà cô xử lý nó cũng phải có mức độ. Ta nghe không hiểu va ong ra nói gì, ta không có hẹp hòi. Ta biết trong lòng cô rõ, nhưng Khanh Trần sau này cũng là con trai cô, đừng ồn nữa. Biết rồi, ta không xứng động vào con trai người. Xua này ta sẽ cách xa anh ta chút. Không chỉ cách xa nó chút, cũng cách những nam nhân khác ra chút. Được không? Dựa vào đâu? Cô là vương phi của ta. Nói đi, hôm nay muốn phạt thế nào? Thế tử đắc tội rồi, Vương gia có lệnh, phạt người bước ngựa trong một nén nhang. Một nén nhang cũng được. Ông đây giữ được. Thẩm hộ vệ ta mang hương đến đây, đặt ở đây được không? Ngươi từ đâu lấy được món đồ này vậy? Thế tử, hương đến rồi. Tư thế ngựa một nén nhang, bắt đầu thôi. Ngươi xem anh ta. Đáng ghét. Đợi ta vượt qua được vòng này, nhất định sẽ xử lý. Đáng đời, ngươi dám ức hiếp thánh nữ của ta. Thưa ngươi, thánh nữ, thế tử không chịu nổi ngất đi rồi. Huynh ấy biết sai rồi, ngươi tha cho huynh ấy được không? Nhưng mà, người bị mạo phạm là ta, phạt người là Vương gia. Kết quả sau cùng, thành lỗi của ta phải không? Sao lại là lỗi của cô? Là ta không biết nặng nhẹ. Được rồi. Không phải con trai người ngất rồi sao? Ta đi xem thử hắn. Hay là người vẫn nghĩ những lang băm đó giỏi hơn ta? Vậy thì cảm ơn thánh nữ nhiều rồi. Ta đã châm cứu qua cho anh ta rồi. Chờ DESN khi hết sốt cao, ngươi sẽ tỉnh dậy. Cảm tạ thánh nữ. Khanh Trần. Thế tử ca ca. Sao huynh lại muôn đào mộ ta lên? ta không phải cố ý đâu, ta cũng hết cách rồi. Khanh Trần ca ca, Khanh Trần ca ca, Thê Tử ca ca, ta đã chết rồi. Sao huynh còn chưa chết? Huynh mau mau đến đây, ta đang đợi huynh đây. Thế Tử ca ca, Sát Sát, muội mau chạy. Sao hắn ta cứ giật qua lắc lại? Bi động kinh rồi. Tại sao cô châm cứu cho Khanh Trần ca ca, huynh ấy lại nghiêm trọng hơn? Đây không thể trách ta được. Không cha cô thì trách ai? Dáng vẻ của hắn ta giống như đang nằm mơ. F Sát Sát. Khanh Trần ca ca. Sát Sát. Cô không sao chứ S? Vương gia cuối cùng người cũng đến rồi. Người không biết đâu. Ta tốt bụng chữa thương cho thái tử. Anh ta vừa tỉnh dậy liền nói muốn đánh muốn giết ta. Vương gia người vẫn để ta về Nam Cương đi, còn ở lại vương phủ này tiếp. Cái mạng nhỏ này của ta không giữ nổi nữa. Bổn vương mới là vua Trấn Nam. Tên danh con này vẫn không làm chủ được bổn vương. Vương gia ta tội. Thế tử không có ý như vậy. Thế tử nhiều lần vô lễ với thánh nữ, bướng bỉnh như vậy. Cấm túc từ đây, không được phép ra khỏi sân. Mười ngày sau diễn tập quân đội, người chiến thắng có thể thống lĩnh vệ cấm quân. Ta chuẩn bị nhiều ngày. Thời khắc quan trọng như vậy, phụ hoàng lại muốn cấm túc ta. Đều trách Sát Sát kia. Âm hồn bất tán. Được rồi. Ta đã thử nhiều lần rồi. Dáng vẻ làm bộ làm tịch của cô ta, ngoài trừ vẻ ngoài, cũng không có chút gì giống Giang Sát Sát. Nếu như cô ta đang giả vờ thì xoa, nếu không sao lại trùng hợp như vậy. Đều trách ta đa nghi. BAT giờ ta bị phụ hoàng cấm, còn mắc tội với mẫu phi tương lai. Không biết sau này còn chịu bao nhiêu rắc rối. Khanh Trần ca ca, sao ta có thể hại huynh chứ? Không quan tâm nữ nhân kia có phải Tiêu Sát Sát không? Cô ta không đội trời chung với người. Nếu ta chưa từng đắc tội cô ta, không có oan thù gì với cô ta, đáng để những ngày qua nhắm mục tiêu vào ta hay không? Suy cho cùng huynh không phải sinh ra từ phụ hoàng, chỉ là người ấy, người thừa kế nhận nuôi. Nếu như người thật sự cưới vợ, có con trai riêng, cô đừng nói linh tinh. Phụ hoàng mặc dù không phải cha ruột của ta, nhưng mà những năm qua, phụ hoàng đều không gần nữ sắc. Vị trí của huynh vững như bàn đá. Nhưng mà bây giờ người cứ muốn cưới vợ. Người phụ nữ đó lại diêm dúa lèo rạch như vậy, thô tục không chịu nổi. Nhưng không biết sao phụ hoàng rất sủng cô ta. Nếu như cô ta sinh con, thì huynh sẽ không có gì hết. Sao Thái hậu lại muốn gặp ta? Người là thánh nữ Nam Cương, lại là vương phi tương lai của vua Trấn Nam. Thái hậu trước nay rất yêu thương vua Trấn Nam, muốn gặp cô thử cũng là thường tình. Thánh nữ, hoàng tổ mẫu, người free làm chủ cho con đó. Thánh nữ Nam Cương kia không biết dung yêu pháp gì mà để vương gia vì cô ta mà biến thành thái hậu. Thánh nữ DESN rồi. Thánh nữ Nam Cương Công Nghi Hồng tham kiến Thái hậu, chúc Thái hậu phúc thọ an khang. Sinh ra ở Nam Man, lễ nghi Trung Nguyên này làm khá tốt đó. Thánh nữ quả nhiên có lòng, chẳng trách có thể làm Lâm Phong say mê, xê cư muốn cưới cô. Tiểu nữ may mắn lọt vào mắt xanh vua Trấn Nam, vì sợ rằng không ít lễ nghi làm mất mặt vương gia, vì vậy thương ở nơi bí mật luyện tập. Ngẩng đầu lên, ai gia không đồng ý hôn sự này. Cái gì? Không, Thái hậu, con và vương gia thật lòng yêu nhau, đừng mà. 500 vạn, cách xa con trai ta ra. Ái gì? Đây. Thái hậu yên tâm, bây giờ con sẽ về Nam Cương, sẽ không làm phiền đến vương gia dù chỉ một chút. Ngươi bây giờ bỏ cuộc rồi sao? con trai ta ưu tú như vậy, ngươi cũng không tranh đấu chút nào. Nam nhân và tiền tài bên nặng bên nhẹ, con vẫn có thể phân biệt rõ ràng. Ngươi yên tâm, con nhất định sẽ không dây dưa, nhất định rời xa vua Trấn Nam xa một chút, lập tức khởi hành về Nam Cương. Cô thử lấy xem. Công Nghi Hồng chỉ có 500 vạn, cô đã bán bổn vương đi rồi. Đây không trách ta được, thực sự do người ấy đưa quá nhiều rồi. Ngân khố Nam Cương ton cộng chỉ có 1.000 lượng, bà ấy dùng nửa ngân khố đánh ta, ai mà chịu được chứ. Nếu như cô dám lấy, chờ toàn quân ta chinh phục biên giới, mang cô từ Nam Cương về lại đi. Trả lại cho người. Vương gia, cuối cùng người cũng đến rồi. Nếu như người có không đến, ta suýt chút thì bị Thái Hậu trả về Nam Cương rồi, sẽ không gặp lại người nữa. Không có người, sao ta sống được đây? Ngươi quay. Thái Hậu, cháu cũng là hết cách, con trai của người, người tự xem xét đi. Con muốn chống lại mẫu hậu, lờ mẫu hậu, con biết là trong lòng người quan tâm con. Nhưng mà Vương Phi Trấn Nam, ngoài cô ấy thì không được. Te yêu nữ này, rốt cuộc đã rót vào con thứ canh mê gì vậy? Nếu như ai ra cứ không chuẩn, thì con sẽ làm gì? Nhi thần và thánh nữ thành hôn, là hôn nhân của hai nước. Vẫn mong mẫu phi đừng cản. Nhị đệ nói hoàn toàn đúng. Việc làm thông gia với Nam Cương, đây là sự việc lớn với triều ta, không được xem thường. Tham kiến Hoàng Huynh, Euro 1949-46, Bình Thân. 4115, đây là thánh nữ Nam Cương, quả nhiên xinh đẹp yêu kiều. Cây sắt già hơn 30 năm, cũng muốn nở hoa. Thánh nữ Nam Cương này là không thể không kết hôn sao? Cứ muốn đưa cho con trai ta. Muốn gả cũng được, nhưng mà chỉ có thể làm vợ lẻ. Vị trí Vương Phi, nghĩ cũng không có. Nam Cương ta mặc dù nhỏ, thánh nữ cũng ít không làm thiếp. Nếu như người cứ như vậy, không bằng ta cầm lấy và trở về Nam Cương. Đừng nói những lời giận dữ đó, xem như cô thức thời. Nhưng mà, nếu đã cùng với Nam Cương lình hôn, có ích với đất nước, cũng không nên để cô trở về. Như người đàn ông tốt của Đại Chính có ở khắp mọi nơi. Hoàng thượng, hãy tìm người khác thích hợp hơn. Nhi thần nhất định sẽ tìm. Vì thánh nữ tìm một NGU thập toàn thập mỹ, lang quân như ý. Vậy 500 vạn lượng, còn đưa ta không? Ai ra mệt giỏi. Lý Ma Ma, vâng. Đưa thánh nữ Enza, gờ về đi. Thánh nữ mời, không phải, nói rõ là 500 vạn. Thái hậu, tiền này đưa rồi, làm gì có đạo lý lấy lại chứ. Thuận theo mẫu hậu trước đã. Khuya đầu, Hoàng HINH thay để nghĩ cách. Thánh nữ, muốn đi thật sao? Nơi đây cách xa Vương Phủ, chúng ta hành sự sẽ bất tiện lắm. Vội gì chứ? Loại nam nhân như vậy, người càng ở trước mặt hắn ta nhiều, hắn càng không trân quý. Như lỡ như đồ của anh ta, có người lại cướp, anh ta sẽ nắm chặt nó trong tay, như thế nào cũng không buông. 50 dinh dưỡng 000A đi thôi. Ra ngoài. Ngươi ra ngoài trước đi, ta và Vương gia nói lời tạm biệt. Hôm nay trước mặt mẫu hậu, sao cô lại nói như vậy? Cô gấp rút như vậy sao? Muốn gả cho người khác? Mẫu hậu của ngụ nói rõ hết lợi ích như vậy rồi, ta có gì để nói chứ? Trong giao dịch với người, cũng không bao gồm cả việc Nam Cương bị sỉ nhục. Cô chữa trị hàn độc cho ta, cần được gần với gia ta mỗi tháng. Chỉ như vậy cô còn muốn gả cho người khác? Cô có còn liêm sỉ hay không? Liêm sỉ? Nam Cương chúng tôi khóc quan tâm đến thứ. Là ai quy định gả cho người khác chỉ được ngủ cùng người đó chứ? Người Trung Nguyên các ngươi quản cái gọi là kép 20, có phải gọi là kép case 29? Yêu lén không? Cô rất có kinh nghiệm đó. Vậy để bổn vương tới lĩnh giáo chút thủ đoạn ngươi và người khác yêu lén. Vương gia muốn cùng ta yêu lén, ta có phải nên đồng ý không? Vậy con muốn cùng ai? Hoàng thượng không phải nói rồi sao? Muốn tìm cho ta một người lang quân như ý thập toàn thập mỹ. Vậy tất nhiên ta nên đợi. Xem lang quân của ta có hữu ích không. CS đáng để ta vì anh ấy ủy thác trọn đời. Vậy cô đừng nên đợi nữa. Bổn vương bây giờ sẽ khiến cô mở mang tầm mắt. Bổn vương có hữu ích. Mẫu hậu của người không đồng ý, ngươi và ta kết hôn. Người là em bé ngoan của mẫu hậu. Phải nghe lời. Muốn cười cô cứ cười đi. Đợi chút, ta khiến cô khóc cũng không đủ sức. Đừng. Ai cho cô một người thiếu kinh nghiệm? Khẩu khí to vậy chứ, ta xem cô còn dám gây sự với ta không. Caslet, đừng mà. Cô cứ yên tâm, làm vương phi vua Trấn Nam, về phía mẫu hậu ta sẽ đi giải quyết. Khốn nạn. Quân Lâm Phong. Quân Lâm Phong người khốn nạn. Vương gia người không thể vào, lão nô còn chưa thông truyền. Hoàng huynh, ta không cần biết huynh có sắp xếp gì, thánh nữ Nam Cương nhất định gả cho ta. Bệ hạ lão nô có tội, không thể cản được vương gia. Được rồi, ngươi lui ra đi. Với tinh khí của nó, ai ngăn lại được chứ? Vâng. Nhị đệ. Không phải Hoàng huynh không giúp đệ, là mẫu hậu quá phản kháng. Đệ nói xem hánh chỉ đã được ban xuống dưới, lời vàng của ta không thể xóa bỏ đâu. Lệnh của mẫu hậu đương nhiên khó làm trái, nhưng Hoàng huynh là vua của thiên hạ, vau và cha của muôn dân. Lời của tiểu tử ngươi là có ý gì? Ý của thần đệ là nếu như Hoàng huynh hạ minh chỉ, mẫu hậu dù không vui nhưng vẫn thỏa hiệp. Ngươi bản tính như ý như vậy. Chính xác đó. Để ôm mỹ nhân về nhà, để ta ọt mình gánh chịu cơn giận dữ của mẫu hậu. Phận làm huynh trưởng, sao có thể không lo lắng cho đệ đệ của mình? Lo lắng nhỏ tâm cũng được. Vậy đệ thấy ta đem thánh nữ đính hôn với đệ, vậy ta có được thù lao gì không? Huynh đệ ruột còn tính toán những điều này. Ta đường đường là hoàng đế, lẽ nào làm việc cho đệ một cách không công sao? Nếu như đệ không cho ta thù lao, vậy ta sẽ để thánh nữ đính hôn với người khác. Hoàng huynh nếu như mang thánh nữ kết hôn với người khác, vậy nhi thần sẽ đi cướp lại đấy. Xem tính cách bá đạo của đệ đi, thì dựa vào việc trẫm sủng đệ. Thi võ chọn chồng. Sao nào? Trẫm đã nghĩ kỹ giúp đệ rồi, dùng đấu võ để chọn chồng. Đủ thú vị đó. Một thánh chỉ đã có thể giải quyết mọi việc, sao lại phiền phức như vậy chứ? Đệ nói nghe thật nhẹ nhàng. DESN lúc đệ ôm trở về biên giới phía Nam, để ta lại ngay dưới mắt của mẫu hậu. Hơn nữa nhị đệ của ta, một người xuất sắc như vậy, võ thoát ở Đại Chính không ai sánh bằng. Đáo võ chọn chồng, thánh nữ đệ cưới chắc rồi. Lẽ nào đệ không được? Ta ơn Hoàng huynh. Hoàng huynh, người hãy đợi đó. Uống rượu hỉ của thần đệ đi. Năm, tiểu tử thối. Bệ hạ, vua Trấn Nam này cũng quá hỗn xược rồi, cũng là người nhân từ và tốt bụng, mới không tính toán với ngài ấy. Ồn ào chút, thường thôi. Bệ hạ, mặc dù người và vua Trấn Nam tình sâu như nước, nhưng vua Trấn Nam quá mạnh mẽ. Nếu như còn liên hôn với thánh nữ Nam Cương, điều này sau này sợ rằng khó mà khống chế. Đệ ấy một mực Nam Cương, có bao nhiêu bản lĩnh, lẽ nào muốn chấm sợ đệ ấy? Nếu như trước đây, tất nhiên đát nước nhỏ yến nhĩ không có gì đáng lo ngại. Nhưng mà, từ khi Lâm gia phản quốc, tự lập ở phía Bắc, miễn cương nghe theo hiệu lệnh triều đình. Bây giờ là đại chính ta, hầu như tất cả đội quân tinh nhuệ không thể lơ đễnh. Ý của ngươi là đệ đệ của trẫm sẽ phản lại TRA? Lão nô không dám. Bệ hạ, vì người quân chủ không thể bị phân tâm bởi cảm xúc. Lão nô mạnh dạn khuyên bệ hạ suy nghĩ nhiều hơn. Ta biết ngươi có ý tốt, nhưng mà đệ đệ của trẫm, tâm ý trong lòng nó trẫm đều biết. Ngươi không cần nghĩ nhiều. CONN về Nam Cương, cứ để nhị đệ và mẫu hậu đấu pháp đi. Ngược lại là ngươi, hoàng đế như ta không vội, thái giám như ngươi vội gì chứ? Thánh nữ, hoàng đế ES của đại chính hạ chỉ muốn để người đấu võ tuyển chồng. Nếu như cuối cùng va ong ra không thắng, vậy ngươi phải làm sao? Vậy ngươi cũng quá xem thương quân Lâm Phong rồi. 13 tuổi anh ta đã chiến đấu khắp nơi đại chính không có đối thủ, 15 tuổi ra chiến trường. Nhờ công lao của mình mà giành được vị trí và Trấn Nam. Bàn về võ thuật, đại chính bọn họ không có ai là đối thủ của huynh ấy. Không đúng thánh nữ. Vậy ngươi còn tính báo thù ngài ấy? Nếu lỡ như bị ngài ấy phát hiện thì phải làm sao đây? Sợ rằng chạy không được. Việc sau khi báo thù thì để sau này hẳn nói. Ta bây giờ chỉ muốn đôi cẩu nam nữ kia trả giá. Sao ngươi vẫn còn ở đây? Là vương gia muốn ta ở đây, ngươi không phụ thì tìm vương gia. Ngươi còn cảm ơn vì thánh nữ đã chữa trị cho ta. Hôm đó ta bị đau nên xúc phạm thánh nữ, xin thánh nữ lượng thứ. Không sao cả, dù sao phụ hoàng ngươi đã phạt ngươi rồi. Phạt ta rất vừa ý, tức sao? Sớm đã biến mất rồi. Còn ra thể thống gì? Các ngươi vừa được gỡ lệnh cấm. Từ đâu DESN đây? Qua vài ngày nữa là tập trận quân sự cạnh tranh vị trí vệ binh hoàng gia, ta báo danh trở về. Ngươi vậy mà đi báo danh đấu võ? Gì chứ nờ? Lẽ Nago ta không được phép đi sao? Khanh Trần ca ca, ngươi có không biết hoàng thượng có chỉ, ngươi chiến thắng đấu võ, ngoài trừ việc thống lĩnh vệ quân, còn phải cùng thánh nữ Tân Cương, cũng chính là ta, kết hôn, giúp cho mối quan hệ hai nước bền vững. Cái gì? Sao lại? Ngươi phải cùng phụ hoàng của mình giành nữ nhân. Những điều vô lý, ta với ngươi mút chút hứng thú cũng không có. Đúng như vậy đó, chúng ta là mối quan hệ mẫu tử đơn thuần. Bốn, con trai ngoan. Đợi ta với. Việc quan trọng như vậy, sao muội lại không nói với ta chứ? Ai mà biết người vừa dứt lệnh cấm, đến cả mặt cô huynh ta cũng không thấy. Bây giờ làm sao mới tốt đây? Gần đây nhiều lần làm phụ hoàng không vui rồi. Nếu như còn để người hiểu lầm mưu giành nữ, vậy vị trí thế tử của ta còn làm được không? Huynh không cần lo lắng. Thích nghĩ phụ hoàng cũng không phải là người hẹp hòi vậy đâu. Ngày mai huynh đi rút danh và giải thích rõ ràng với người, khẳng định sẽ không sao đâu. Thế tử, nửa còn lại của binh phù có tin tốt rồi. Cái gì? Ở đâu? Theo tin tức truyền tới của quân đội Giang Gia, năm đó Giang phu nhân từng được thánh nữ Nam Cương tiền nhiệm cứu, một nửa binh phù để làm tín vật đưa cho bên kia, nay nửa mảnh binh phù trong tay thánh nữ Tân Cương đương nhiệm. Thánh nữ Nam Cương. Ca Trần ca ca, huynh tuyệt đối không được bốc đồng, nếu như để phụ hoàng biết được, muội không cần nhiều lời. Không ngờ rằng người đến tham gia thi cũng nhiều quá đi. Vương gia cạnh tranh khốc liệt lắm đây. Nếu như người thua thì phải làm sao đây? Không được xem những người này có quan hệ với cô chứ. Cuối cùng cũng bị đánh bại dưới tay ta thôi. Vậy thì không chắc đâu. Cố gắng thi đấu. Đại hội đấu võ chính thu bắt DGU. Mời các người thi ra khỏi hàng. Người không đi vòng sơ khảo ta không cần tham gia. Người chiến thắng tới cuối có thể cạnh tranh với ta. Ia hít, đánh hắn đi. Các ngươi có gì đáng xem chứ? sao lại không đáng xem? Một người đẹp trai, một người mạnh mẽ, ai cũng có cái tốt. Vương gia người giúp ta xem, Fion hai người đó ai sẽ thắng? Cú đấm này mềm yếu, vừa nhìn là thấy khoa tay múa chân. Người kia trông mạnh mẽ nhưng có VRE yếu DUI, sao có thể làm vừa ý tiểu yêu nữ cô? Ta chỉ hỏi người ai sẽ thắng, sao lại nhiều lời như vậy? Vương công tử thắng. Vòng tiếp theo. Vương gia người kia sao lại có ngoại hình đẹp trai và phi thường vậy chứ? Nhìn có vẻ được, người này đẹp rực rỡ gấm hoa, nhìn là biết anh ta giàu có. Người này, ta nghe nói hắn đạt được nhiều thành tích chính trị và quân sự, một trong 10 tài năng trẻ hiếm có. Quá yêu nghề nghiệp, cô gả qua đó sẽ thành quá phụ. An, vì ngươi cụt hứng, ta không tin người đến thi đấu. Toàn là những quả dưa xấu xí. Lý công tử thắng. Vòng tiếp theo, công tử thừa tướng Lý Thừa Dĩ chiến đấu với Vương Thế Tử Yuan Khanh Trần. Hắn ta nói ai? NGUOI không nghe sai đâu. Quân Khanh Trần, tên con trai bả bối của người, cũng đến tham gia thi. Quân Khanh Trần vì thánh nữ mà đến. Lý công tử mời. Quân Khanh Trần, con xem chuyện tốt con đã làm, con có biết sai không? Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Hoàng thượng chỉ hạ lệnh, bất cứ ai có cấp bậc ngũ phẩm trở lên có thể thần làm sai chuyện gì. Con khá lên rồi, con dám cùng ta giành nữ nhân, lập tức bỏ thi. Nếu không ta không có đứa con như ngươi. Con sớm đã ái mộ thánh nữ, phụ hoàng ý con quyết rồi. Dù người có DINH chết con cũng không bỏ thi. Vậy thì để xem con cứng miệng hay là roi của vi phụ cứng. Phụ hoàng, tên nghịch tử này như vậy với cô, con còn bảo vệ nó. Phụ hoàng bớt giận, vết thương của thế tử chưa bình phục, nếu như người còn đánh nữa sẽ có chuyện không may xảy ra. Thái hậu sẽ không đồng ý hôn sự của người và thánh nữ. Quân Khanh Trần, ngươi dám cưới thánh nữ? Ngươi để thế tử phi ngươi ở đâu? Là ta có lỗi với muội, nhưng mà ta không kiểm soát được trái tim ta. Phụ hoàng bớt giận, phụ hoàng bớt giận. Nếu như thế tử đồng ý, con sẽ không phàn nàn, thuận theo tâm ý của huynh ấy. Ngươi nói là lời thật lòng sao? Chẳng phải là nghĩ nhẫn nhịn trước để giành được cảm tình từ thế tử, sau khi xong chuyện tìm cách trả thù, vừa làm được người tốt vừa loại bỏ được tình địch. Mỗi lần Vãn Thu nói đều là sự thật. Thu sự. MONH hoàng tử có được những gì hắn muốn sao? Nữ nhân Trung Nguyên các ngươi thật sự thú vị, nhưng mà ta tuyệt đối không làm tiểu thiếp. TSTU người nói nên làm sao đây? Khanh Trần ca ca, thánh nữ lá ngọc cành vàng tất nhiên không thể làm thiếp. Lâm thị sẽ tự mình xuống, thánh nữ không cần lo lắng. Lâm thị sẽ tự mình xuống, thánh nữ không cần lo lắng. Khanh Trần ca ca, huynh không thể như vậy với ta. Vãn Thu, là ta có lỗi với muội, ta sẽ bồi thường mưa oi sau. Các ngươi thật sự là một cặp yêu thương nhau thì nên đời đời kiếp kiếp bên nhau, cớ sao lại tách ra và phá hại người khác? Con với thánh nữ thật sự động tâm, chỉ có thể xin lỗi người. Có chút thú vị, hai người ác ngươi quá thú vị rồi. Nhưng mà thắng rồi ly hôn và cưới ta, thua rồi không có chuyện gì xảy ra. Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy chứ? Ta muốn ngươi bây giờ ly dị cô ta, tiện nhân nghĩ cũng đừng hòng. Thế tử huynh đừng nghe lời yêu nữ này. Được, bây giờ ta sẽ ly dị. Khanh Trần ca ca, ta yêu thương huynh, vì người làm nhiều việc như vậy, huynh không thể ly dị ta. Được rồi, uội đang nói gì vậy? Mau đứng dậy, ngươi cũng đứng dậy. Đây DEU là kế tạm thời, đừng hoảng. Nhưng mà huynh muốn ly hôn ta, ta thật sự không thể đáp ứng. Rời xa huynh ta sẽ chết đó. Trong tim ta chỉ có muội, muội biết mà. chỉ cần ta mang nửa mảnh binh phù còn lại tìm về, sau đó tìm đến muội, được không? Huynh thật sự một chút cũng không thích cô ta. Cô ta và Giang Sát Sát giống hệt như nhau. Sợ gì chứ, Giang Sát Sát đã chết rồi. Được rồi, muội tin ta đi, người như Giang Sát Sát ta cũng có thể ra tay. Cô ta chỉ là giống mà thôi, ta sẽ không động tâm đâu. Khanh Trần ca ca, sau khi rời xa huynh ta sẽ rất nhớ huynh đó. Thứ này có thể để ta mang đi không? Lúc nhớ huynh ta có thể nhìn nó. Muội muốn lấy thì lấy đi, ta nhất định sẽ mau chóng muội trở về. Sao vậy xuất quỷ nháp thần à? Rốt cuộc cô là Công Nghi Hồng hay là Giang Sát Sát? Không phải CPP ta chết rồi sao? Nếu như cô không phải Giang Sát Sát, vậy cô và Khanh Trần có mối thù thâm hải, ép nó bước DESN bước đường này. Vì vậy là ta ép hắn thấy sắc nảy lòng tham, cùng với bố của mình giành nữ nhân, rõ ràng là do hắn tự tạo nghiệp. Ta chẳng qua chỉ là thử hắn, cô lại làm những điều nhẫn tâm như vậy. Sao lại trách ta chứ? Vậy nên... Chỉ là cô không thích nhìn nó, muốn thăm dò nó, chứ thật sự không phải muốn gả cho nó. Trừ khi... Người thật sự già rồi. Đánh không lại đứa con trẻ trung mạnh mẽ của người, muốn mang cô vợ yêu này cho ra ngoài. Ta sẽ để muội xem, ta rốt cuộc có già hay không. Trận chung kết đây, hai người các ngươi mau quyết định người chiến thắng. Ai thắng sẽ cưới được ta. Sao còn chưa bắt đầu? Người sen kia, ngây ra đó làm gì gọi? Vâng. Trận đấu võ cuối cùng. Vua Trấn Nam đấu với Thế tử Trấn Nam. Bắt đầu. Từng chiêu từng bước của con đều do bổn vương dạy, con muốn đánh bại ta. May mắn được phụ hoàng dạy dỗ nhiều ngày, Nhi thần sớm đã thay ra đổi thịt. Hôm nay xem phụ tử chúng ta, ai sẽ vượt trội hơn. Ôn dĩ muốn chua chút mặt mũi cho con. Bản thân tự tìm đường chết cũng đừng trách vi phụ. Thỉnh phủ vương dạy bảo. Không chịu nổi một cú. Được, làm tốt lắm. Lập tức truyền chỉ. Phong thánh nữ Nam Cương thành Vương Phi Trấn Nam. Hỗ xược. Mấy người các ngươi có phải cảm thấy ai ra lớn tuổi rồi, đầu óc cũng không minh mẫn nữa, lại dám lừa gạt ai ra như vậy? Mẫu hậu xin bớt giận. Bây giờ khắp nơi trong thiên hạ DEU biết, Lâm Phong thắng diễn võ, hôn sự đã được thành. Người không lẽ muốn phản đối nữa? Phản đối? Ai ra này dám chứ? Nếu không lão già xương cốt như ta, sẽ cản trở hoàng đế đại chính và vua Trấn Nam sao? Mẫu hậu, người đây là DAG nói gì vậy? Người xem người bảo dưỡng tốt như vậy, chỗ nào ra chứ? Người không nên nói về điều này, làm đua lòng con và nhị đệ đó. Mẫu hậu, nếu như có trách phạt, Nhi thần nguyện gánh hết. Nhưng mà thánh nữ ngoài cô ấy ra, Nhi thần sẽ không lấy người khác. Mong mẫu hậu thứ tội. Được rồi, đôi cánh của con xinh rồi. Còn về con, Vãn Thu kể từ khi cưới con, luôn chăm sóc và giúp con lo mọi việc. Con lại vì yêu nữ kia mà ly hôn. Não vào nước rồi sao? Cháu trai biết tội, chỉ là không thể tự giúp mình. Mong hoàng tổ mẫu thứ tội. Con Thái hậu, người có trái tim nhân hậu. Chỉ là mọi việc đều xảy ra rồi, chỉ có thể nghĩ cách để khắc phục nó. Ngươi đừng tút giận hại cơ thể. Ngươi nói có lý. Thánh chỉ Hoàng thượng Mót khi đã hạ không thể thất hứa. Nhưng Thái hậu yên tâm, cháu giờ sẽ quay về Nam Cương, sẽ không dây dưa với vua Trấn Nam chút nào. Nam nhân và tiền tài cái nào quan trọng hơn? Cháu vẫn phân biệt DUOC. Người yên tâm, cháu nhất định sẽ rời xa vua Trấn Nam, lập tức khởi hành về Nam Cương. Đã nói rõ 500 vạn lượng. Thái hậu, tiền này đưa rồi, làm gì có đạo lý lấy lại. Thái hậu, làm sao nữ nhân Enma Cương lỗ mãng kia có STHE thành vương phi chứ? Cần thiết gửi vào cung điện. Ai ra tự tay đào tạo nó. Thánh nữ tính tình tự do, nếu như quá hà khắc cô ấy sợ rằng cưới cũng để đệ cưới rồi. Mẫu hậu chỉ dạy cô ta cũng không được sao? Mẫu hậu ngu ồ, đối với nhị đệ thật có lòng. Sao nhị đệ có thể không cảm kích chứ? Nếu như thánh nữ Nam Cương này học được một hia phần thông minh của người thì cũng là phúc phần của nhị đệ, phải không nhị đệ? Được mẫu hậu dạy dỗ là phúc khí của muội ấy. Con biết rồi thì mau đứng dậy. Còn về Vãn Thu, ai ra trước nay luôn xem nó như cháu gái. Các ngươi lại không trân quý. Vậy thì phong nó làm quận chúa, đồng thời đón nó nhập cung. Ai ra lại muốn xem ai còn dám ức hiếp nó. Thánh nữ, người nói xem Thái hậu đối với người một mút không thích. Hôm nay chuyển người vào cung Từ Ninh nhưng từ chối gặp người. Trời đã tối rồi. Muốn quỳ DESN khi nào đây? Đợi chút đi. Dù sao hôm nay nhập cũng không chỉ có mình ta. Thánh nữ sao vẫn còn quỳ ở đây vậy? Ma người cũng thật là, cũng không nhắc nhở Thái hậu. Bây giờ Thái hậu đã ngủ rồi. Thánh nữ không phải là quỳ vô ích sao? Cái gì? Trời chua tối, thánh nữ của bọn ta đã đến rồi. Quỳ lâu như vậy các người là trí nhớ lão nô không tốt. Nhưng bây giờ Thái hậu đã ngủ rồi. Hay là sáng mai các người lại đến? Bà, Tiểu Kim đừng ồn. Ngươi không hiểu đây là Thái hậu đang có ý khảo nghiệm ta việc thỉnh an. Đây là đúng rồi, thánh nữ mời về. Thánh nữ người muốn làm gì? Vì vậy Thái hậu nhất định chưa ngủ. Yên tâm đi, lòng thành ta rất nhiều. Thái hậu, cháu đến thỉnh an rồi. Im lặng không được, làm phiền Thái hậu. Không phải bà nói lớn tuổi trí nhớ không tốt sao? Thái hậu ngủ hay chua bà còn không biết. Tẩm cung Thái hậu không được hỗ dược, cẩn thận Thái hậu trừng trị cô. Vãn Thu, không ngờ rằng cô lại ghét ta, nhưng mà thực tế thì luôn quan tâm cho ta. Thật sự quá cảm động rồi. Lại đây hôn một cái. Cô Lý Ma Ma, Lý Ma Ma, sao bên ngoài ồn như vậy? Thánh nữ Enma Cương Công Nghi Hồng tham kiến Thái hậu, chúc Thái hậu vạn phú kim an. Thái hậu nương nương, cháu là thanh tâm thành ý muốn đến tỉnh an người, sao người không những không vui, sắc mặt lại còn khó coi vậy chứ? Ngươi đúng thật là càng lúc càng vô pháp vô thiên, bây giờ còn dám đến cung Từ Ninh ta, dằn vặt ai ra như vậy, sau này làm vương phi Trấn Nam, chắc không mang toàn bộ hoàng cung lật ngược lại chứ? Mẫu hậu, thánh nữ thỉnh an với người. Vốn dĩ là người, được rồi. Không có gì là được rồi. Con còn tưởng có thích khách vào cung. Nếu như chỉ là hiểu lầm, mẫu hậu người cũng đừng giận nữa. Đừng kỳ kèo với đám trẻ con. Hiểu lầm gì chứ? Công Nghi Hồng ban đêm đột nhập vào cung Từ Ninh, đối với Thái hậu thiếu tôn trọng như vậy. Ta không có đối với Thái hậu không tôn trọng, cháu là đối với người quá tôn trọng, mới đột nhập vào cung Từ Ninh trong đêm. Xoa chứ, làm như có người ép cô xông vào cung không bằng. Hôm nay cháu từ sớm đã quỳ tại cung Từ Ninh thỉnh an, là Lý Ma Ma làm việc tắc trách, không thông báo với Thái hậu. Cháu lo rằng người cho rằng cháu không tới, nghĩ rằng cháu không tôn trọng, nhất thời kích động mất chừng mực. Đó là ai ra? Lý Ma Ma, sao bà lai không thông báo, là coi thường thánh nữ. hay là cả đến vua Trấn Nam như ta. Bây giờ bà cũng không đặt vào mắt. Lão nô nhất DIH không có ý đó. Vãn Thu có thể làm chứng. Là cô ta nói Lý Ma Ma tuổi đã lớn, trí nhớ không tốt, vì vậy quên nói với Thái Hậu. Vãn Thu tất cả đều như thánh nữ nói sao? Quận chúa, lão nô chưa từng làm qua. Ngô Ồ nhất định thay lão nô làm chủ. Thật ra không phải. Sao lại không phải? Thái hậu nương nương từ ái như vậy, lẽ nào là cố ý để ta ở ngoài quỳ không mấy canh giờ, không gặp ta sao? Đó là đương nhiên rồi. Ai ra không phải là bậc trên hà khắc như vậy. Còn phải nói sao? Đúng rồi. Lý Ma Ma, người thật sự vô lý quá rồi. Dựa vào tình cảm Thái hậu dành cho ngươi, hành động liều lĩnh và kích động như vậy, ngươi đáng tội gì? Lão nô có tội. Tuổi lão nô lớn rồi, trí nhớ không tốt, quá mệt mỏi và sợ. Thánh nữ thụ tôi. Nghiệm bà chăm sóc Thái hậu nhiều năm, có công. Chỉ phạt ngươi ngoài cung Từ Ninh. QDESN khi trời sáng. Sau này làm việc hãy để tâm. Vâng, nô tỳ nhất định không tái phạm. Thánh nữ ngu ồ, hôm nay thấy chưa? Dáng vẻ Lý Ma Ma bị phạt thật hả giận. Còn sắc mặt của Thái hậu kia và Vãn Thu thật sự là tút chết rồi. Nói hôm nay thỉnh an là phải hôm nay thỉnh an, muốn để ta ngậm đắng nuốt cay. Bọn họ hôm nay có thể xem như ngậm họng ăn hoàng liên rồi. Cây đàn nói long hết, đi thôi. Sao gian nhà này lại bị hỏng rồi? Đây căn bản không chua nổi người. Thánh nữ, ta thấy Thái hậu đang muốn chấn chỉnh chúng ta. Nơi tồi tàn này ai muốn ở thì ở. Tiểu Kim đi, ta mang ngươi đến nơi tốt hơn. Quận chúa, đây là ở trong cung. Nếu có gì hư hỏng thì phải báo cáo. Không được tụ tiện đập vỡ. Ta không phải không biết. Cần ngươi dạy ta cách làm việc sao? Là nô tỳ lắm mồm rồi. Nô tỳ đáng chết. Đứng dậy đi. Công Nghi Hồng kiêu ngạo và độc đoán như vậy, đến cả tâm phúc bên cạnh Thái hậu cũng muốn chấn chỉnh. Cũng không biết Hoàng thượng nghĩ thế nào mà lại ủng hộ cô ta. Tuy rằng Hoàng thượng bất công, nhưng Thái hậu nghĩ về người. Bày biện của căn phòng này giống hệt như phòng ở phủ Trấn Nam. Ân sủng đặc biệt này, trong cung có ai không biết chứ? Chẳng vậy sao? Thái hậu thương yêu ta, sau này thứ chúng ta có là thời gian. Thu dọn Công Nghi Hồng này. Dì àm thánh nữ Nam Cương, thu dọn gì chứ? 17, thu dọn gì chứ? Cô muốn thu dọn phòng của ta sao? Vãn Thu, cô thật sự quá nhiệt tình rồi. Căn phòng đó của ta thật sự không chứa noi người. Cô chuẩn bị khi nào dọn dẹp? Ai muốn dọn dẹp phòng cho cô chứ? Ta muốn dọn dẹp, hôm nay muộn rồi. Nếu không cũng không làm phiền đến cô. Vãn Thu, ngày mai hẳn dọn dẹp, hôm nay ta sẽ chịu đựng. Cùng con ngủ chung một đêm, ai muốn ngủ chung với cô? Cút! Vãn Thu, ta biết rằng trên mặt cô thể hiện ghét ta, muốn loại trừ ta, nhưng mà trong lòng thật sự mua gần gũi với ta, chỉ là quá ngại, có phải không? Ta, được rồi. Vãn Thu, những lời xến xẩm về tình chị em ngay mai nói sau. Hôm nay muộn rồi, chúng ta đi ngủ trước. Tiểu Hoàn, quận chúa, nha hoàn các cô sống ở đâu? Tối nay ta cũng sẽ ở với các cô. Quận chúa, ai muốn ngủ chung với cô chứ? Quận chúa, quận chúa. Tiểu Hoàn, trời tối rồi, mau đi ngủ. Tiện nhân chết tiệt, cô cũng nên cho ta ít chăn. Ê! Ngủ thật là thoải mái. Vãn Thu, cô tỉnh rồi. Sao vậy, tối qua ngủ ngon không? Ta ngủ có ngon không? Cô còn không biết sao? Đang yên đang lành, xoa Vãn Thu lại cảm lạnh rồi. Không được, ai ra phải vào trong xem. Thái hậu bên cạnh Vãn Thu, quận chúa có nha hoàn hầu hạ, cứ để cô ta nghỉ ngơi ở phòng đi, nếu không lây bệnh qua cho người. Trong lòng quận chúa cũng thấy áy náy. Sao tối qua người lại ở phòng Vãn Thu? Sao ngủ một đêm nó lại cảm lạnh rồi? Có phải ngươi ức hiếp nó không? oan ức quá Thái Hậu. Mối quan hệ của cháu và Vãn Thu rất tốt. Sao cháu có thể ức hiếp cô ấy? Mối quan hệ của cô và Vãn Thu tốt. Thái Hậu người không biết, Vãn Thu quá lương thiện. Cô ấy thấy chỗ cháu ở tồi tàn, liền tốt bụng đề nghị cháu cùng ở lại, còn nói muốn giúp cháu dọn dẹp. Vãn Thu có chuyện gì vậy? S686E ai ra là đang muốn chút giận giúp nó lại không nỡ. Vãn Thu quận chúa trước nay lương thiện, không nỡ nhìn thánh nữ chịu khổ. Nơi ở của ngươi đã được ai ra sắp xếp, đừng làm ô hiên Vãn Thu dưỡng bệnh. Lý Ma Ma, vâng, ta sẽ để việc dạy thánh nữ cho bà. Dạy không tốt sẽ hỏi tội ngươi. Vâng. Quý nữ Đại Chính, nhất cử nhất động đều có lễ nghi. Thánh nữ phải học thật tốt, mới có thể thông qua khảo sát của Thái Hậu. Thánh nữ thiên phú không tệ, nhanh như vậy đã học được y hệt. Đeu nhờ Lý Ma Ma dạy dỗ tốt. Những thứ này từ nhỏ đã học mười mấy năm, gia tộc không may lưu lạc bên ngoài, cho rằng không dùng đến nữa. Không ngờ rằng bây giờ lại học lại lần nữa. Thánh nữ sau này sẽ làm Vương Phi, các lễ nghi tự nhiên sẽ nghiêm khắc hơn. Ma Ma để ta đi. Lễ nghi của Vãn Thu quận chúa là mẫu mực của quý nữ, Thái Hậu rất thích. Thánh nữ người nên học theo quận chúa. Quận chúa kéo lê thân xác bệnh tật đến đây lo lắng cho ta, quả nhiên là yêu thương ta. Chẳng qua là phân ưu với Thái Hậu thôi, bắt đầu đi. Đợi chút quá chậm rồi. Quyển sách trên đầu không được lắc lư, nếu như không đúng quy tắc. Thánh nữ đừng trách ta quá khắc nghiệt. Quận chúa, ta nói ngươi để ý một chút, ngươi choáng váng gì chứ? Ta đều không nói mệt, các vị đã không ổn rồi. Quận chúa, thánh nữ đã đi cả một ngày rồi, nửa bước cũng không sai. Trời nóng như vậy, hay là chúng ta nghr ngươi chút, một nữ nhân man dợ. Ta không tin chị không được cô. Ma Ma đừng vội, ta ngược lại cảm thấy bổn quận chúa còn có thể cùng thánh nữ đi thêm một chút. Phiền chết mất, muốn phơi nắng cô tự mình phơi đi, da ta dám nắng rồi, đen đi thì sẽ không đánh. Vương gia sẽ không thích ta nữa, cô chịu trách nhiệm không? Lý Ma Ma là theo lệnh Thái Hậu, đến đây dạy dỗ cô, lại dám động tay với ta, sao nào? Có phải cô không giật Thái Hậu trong mắt không? Dừng tay! Ngươi dám đánh cô ấy? Có phải không đặt bổn vương trong mắt không? Ta không có, quận chúa tha mạng. Bước trên như viên gạch sứ này, thật sự đi không nổi rồi. Vương gia không phải ta, ta không có. Vương gia tay ta đều thương rồi. Nếu như huynh không đến, có thể ta sẽ chết ở đây. Cô đừng giả vờ nữa được không? Nếu như vua Trấn Nam đến muộn một chút, vết thương của cô sẽ lành lại. Thái Hậu lệnh cho Lý Ma Ma dạy thánh nữ. Vãn Thu quận chúa sao lại ở đây? Thái Hậu nói ta thanh lịch duyên dáng, là hình mẫu của quý nữ Đại Chính. Lý Ma Ma đặc biệt mời ta đến dạy thánh nữ. Thánh nữ được chuẩn là Vương Phi Trấn Nam, không thể bị người khác lăng nhục như vậy. Lý Ma Ma bà làm việc bất lợi. Những mảnh sứ vỡ này, quỳ cho ta một canh giờ. Sao lại muốn phạt ta nữa? Sao vậy? Lý Ma Ma không phục. Nô tỳ biết sai, nô tỳ sẽ quy ngay. Quận chúa người. Lý Ma Ma, ý chỉ của vua Trấn Nam, bổn quận chúa cũng không có cách phản kháng. Bà vất vả chút nha. Đây là tạo nghiệp gì chứ? Ngươi ra ngoài trước đi, ở đây không sao rồi. Vương gia sao lại đến vậy? Ta và Hoàng Huynh trong thương lượng chuyện chính sự một chút. Hoàng Huynh muốn ta ở lại cung, ta liền quay lại xem muội. Cũng may Vương gia đến, không thì ta còn không biết trong cung chịu khổ bao nhiêu nữa. Ngươi đừng kích động như vậy. WWW không phải quỳ trên gốm sứ vết thương đâu. Đúng vậy, ta giả vờ thì sao? Sau này đừng lỗ mãng như vậy nữa. Cô sẽ làm thương bản thân chứ không phải ta. Nếu như Vương Gia biết ta giả vờ, cũng đau lòng giúp ta đúng không? Không thì sao? Vì sao? Bởi vì ta thích muội, thương yêu muội. Cho dù muội có là con cáo nhỏ đầy mưu mô, ta cũng nguyện ý bị muội mê hoặc. Chỉ cần muội luôn bên cạnh ta. Mưa oi thì sao? Muội có thích ta không? Trời tối rồi, ta phải ngủ rồi. Ngươi cũng quay về sớm nghỉ ngơi đi. Vậy muội sớm nghỉ ngơi. Hôm khác ta sẽ đến thăm. WW Muội yên tâm. Về phía mẫu hậu ta để người làm khó muội. Nhiều nhất là MOT tháng chúng ta nhất định thành hôn. Được, ta biết rồi. Thánh nữ, làm gì vậy, dọa chết ta. Ngày ấy hình như rất thích người. Người cũng thích ngài ấy đúng không? Ta đương nhiên không thích. Ngày ấy hình như rất thích người. Người cũng thích ngài ấy đúng không? Ta đương nhiên không thích. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Thánh nữ, hôm nay người giả vờ nhỏ bé, nhưng ngày sau lỡ Vương gia biết giả vờ lớn, sẽ bị tức chết đó. Đúng vậy. Người đừng quên bản thân là ai. Chờ ngày chân tướng lộ ra, ngài ấy sẽ không giống hôm nay. Tha thứ cho người. Đúng rồi thánh nữ, ta nghe nói Vương gia mặc dù thắng diễn võ, nhưng công việc trong tay ngài ấy quá nhiều rồi. Vị trí thống lĩnh về cấm quân đã DUACHO Thế Tử. Quân Khanh Trần, quân Lâm Phong thật sự thương hắn ta. Khanh Trần ca ca, muội đến rồi, ta biết ngay huynh sẽ nhớ đến ta. Sao rồi? Lấy được binh phủ chưa? Chưa được. Muội đều cùng con ta ngủ chung một giường rồi, muội lấy không được binh phủ, COO ta điểm huyệt muội. Huynh đừng nói đến việc gần gũi, đến cả góc chân ta cũng không được chạm vào. Vậy thì muội mau nghĩ cách đi. Ta đều nhiễm phong hàn rồi. Từ khi huynh DESN cũng không hỏi thăm được, biết ngay là lo cho Công Nghi Hồng kia. Vãn Thu, muội còn không biết ta sao? Ta quan tâm cô ta sao? Huynh quan tâm binh phủ. Huynh không quan tâm ta có bị bệnh hay không? Bị bệnh? Bị bệnh chỗ nào? Bị từ khi nào? Đi tìm Công Nghi Hồng của huynh đi, để ta bệnh ở trong cung này là được rồi. Sao ta lại không quan tâm DESN sóng chết bệnh rồi phải không? Ta nhìn ra rồi. Sắc mặt không tốt, đến đây mau mang nước nóng đến đây. Sâm đã nói với muội, uống đủ nước nóng đối với cơ thể rất tốt, muội cứ không nghe theo ta. Phong hàn rồi, mau uống nước nóng. Sao muội lại không uống? Nước đã nguội rồi sao? Mang theo nước nóng của Huy đi tìm binh phù của Công Nghi Hồng kia đi. Tinh khí thường thấy. Bắt đầu từ ngày mai ai làm việc trong cung, có tin tức gì mau chóng chuyển đến cho ta. Vâng. Thánh nữ, người ta hát sự muốn trốn về vương phủ. Nếu như bị phát hiện thì sao? Yên tâm đi, với thân thủ của ta nhất định sẽ không bị phát hiện. Được rồi, vậy ta ở trong cung yểm trợ cho người. Ngươi mau chóng quay về. Ta sẽ đi nói với thế tử. Tình hình không tệ, người nên luyện công sắp xếp tĩnh mạch. Hôm nay chữa bệnh kết thúc rồi, ta đoán chừng thê 3 năm lần nữa, hàn độc của người có thể triệt để giải quyết. Được. Những ngày qua vất vả cho muội rồi. Không có gì, đi đây. Người làm gì vậy? Hơi vô tâm. Muội cứ vậy mà đi xa. Đã mấy ngày không gặp rồi. Vương gia là nhớ ta rồi, không nỡ để ta đi. Bổn vương ngày đêm đều nhớ muội. Ngược lại là muội đi phóng khoáng như vậy, đã ném bổn vương đi đâu rồi? Vương gia, người có nghe thấy mùi giấm rất nồng không? Đường đường là vua Trấn Nam lại giống như một oán phụ sống lâu ở khuê phòng. Đường đường là vua Trấn Nam lại giống như một oán phụ sống lâu ở khuê phòng. Muội to gan lắm, dám trêu ghẹo bổn vương. Vương gia, thời gian DESN rồi, còn không đi, thánh nữ sẽ bị thái hậu phát hiện. Được rồi, ta phải đi rồi. Vậy người phải cố lên, tra thủ sớm ngày cưới ta. Ai? Thánh nữ sao lại ầu dầu như vậy? Lẽ nào tối qua lén lút chạy về vương phủ, gặp phụ hoàng không vui sao? Ta vẫn luôn ở trong cung Từ Ninh, ngoan ngoãn học lễ nghi. Cái gì mà lẻn đi? Ta nghe không hiểu ngươi đang nói gì, còn giả vờ ta đều nghe thấy hết rồi. Thân thể phụ hoàng ta trước nay khỏe mạnh, vô ưu không bệnh tật, rốt cuộc cô chữa bệnh gì cho người? Chị bệnh gì chứ? Ta không có. Thân thể vương gia khỏe mạnh, có bị sao đâu, cần gì phải chua bệnh. Thánh nữ, nếu như không thật thà như vậy, vậy ta thân là thống lĩnh vệ cấm quân, có phải nên cùng ngươi tính toán việc chay ra khỏi cung không? Thật ra vương gia sao? Lẽ nào người bị thương ở biên giới, thân thể khó chịu? Phụ hoàng vì quốc thật sự quá vất vả rồi. Sơn nên giao quân Trấn Nam lại cho ta. Vậy thì không có đâu, thân thể người ấy khỏe mạnh, chỉ là không dương lên thôi. Cô nói gì chứ? Không dương a, ngươi không hiểu. Không du ốc là ý gì? Chính là nam nhân trong mặt đó. Được rồi, ta hiểu rồi, đừng nói nữa. Ca Hùng trách trước nay người không gần nữ sắc, mười mấy tuổi đã lập ta, một cô nhi không cùng huyết thống làm thế tử. Thì ra là không thể có con của riêng mình. Phụ hoàng vậy mà lại có nỗi niềm khó nói như vậy, thật sự là khiến người khác đau lòng. Vậy chữa trị được chưa? Cũng thuận lợi, xin cho anh ta 10 đứa cũng không phải vấn đề lớn. Vậy thì tốt. Sao vậy? Ngươi sợ huynh ấy khỏi rồi, cùng ta sinh một đứa, cướp vị trí vua Trấn Nam của ngươi sao? Sao lại có thể? Ta đương nhiên mong phụ hoàng khỏe. DUG giả vờ nữa, nếu như ngươi đã biết hết, vậy ta sẽ nói với ngươi nhiều một chút. Thực ra phụ hoàng ngươi sớm đã muốn phế vị trí thế tử ngươi rồi, để đợi ta sinh một đứa con trai. Nhưng mà không muốn sinh cho anh ta một đứa, ta muốn sinh con với ngươi. Thánh nữ, nếu đã ái mộ ta như vậy, vậy sao lúc đầu đáp ứng hôn ước với phụ hoàng? Bây giờ tất cả đã được định rõ, lại muốn nhắc đến yêu cầu vô lý như vậy. Ta là thích người, nhưng là người có quyền với vị trí chút ốc mặt. Ngươi nghĩ mình là ai? Ngươi Thế Tử đừng quậy nữa. Ngươi nói trên thế gian này còn có gì vói quyền lực kích thích say sưa hơn không? Thế Tử, ngươi cũng nghĩ vậy sao? Nữ nhân như ngươi sinh DGEP thông minh to gan, đầy tham vọng và vô sỉ. Ta rất là thích đó. Nếu đã như vậy, ta xem như người đồng ý rồi. Tối mai qua đây tìm ta. Thánh nữ Khanh Trần trước nay đúng hẹn. Thánh nữ, không phải cô ta nuốt lời phút chút ốc chứ? Giả vờ không ở đây, không phụ thuộc vào cô. Quân Khanh Trần thật sự tin tưởng. Những việc này đều do ngươi sắp xếp. Thánh nữ hiểu lầm rồi, nô tỳ chỉ là đi ngang. Nói như thế này, nếu chúng ta không tin điều đó thì không cần phải nói nữa. Ta hỏi ngươi, ngươi thích hắn ta không? Thánh nữ chiết sát nô tỳ rồi, nô tỳ sao dám suy nghĩ vô lý như vậy? Ngươi không có. Những điều này nói ra cô tin, thì tính là tin đi. Vậy gia chủ nhà cô tin không? Những thứ này đều do Lâm Vãn Thu đánh đúng không? Ngươi biết vì sao cô ta bình thường luôn đánh mắng ngươi không? Nô tỳ làm việc sai, quận chúa phạt ta là nên làm. Thế tử đã từng tự mình nói với ngươi, ngươi là nha hoàn theo bên cô ta. Anh ta đã từng nghĩ sau khi kết hôn sẽ biến ngươi thành thiếp, tiếc thay, Lâm Vãn Thu không chịu. Thật vậy sao? Thế tử từng nghĩ sẽ nạp ta làm thiếp sao? Ngươi chưa từng nói qua với ta những điều đó. Loại chuyện như này ta cũng không cần thiết bịa. Ngươi nghĩ kỹ lại đi. Bình thường thế tử có phải đối với ngươi có chút khác biệt không? Nếu không Lâm Vãn Thu sao phải luôn hà khắc với ngươi? Thế tử chắc chắn. Vì vậy thế tử phi người, cô sẽ cam tâm bị cô ta chặng đường mây xanh sao? Còn muốn cả đời này làm người hầu nhỏ phục vụ cô ta sao? Bây giờ có một cơ hội đặc biệt này để báo thù cô ta. Cô có muốn hay không? Người này luôn nghĩ cho bản thân mình. Huống chi Lâm Vãn Thu không phải người chủ tốt. Cô có muốn lựa chọn đi theo cô ta chịu đựng đau khổ thậm chí bị đánh không? Hay là muốn tận hưởng cả đời vinh hoa phú quý? Đây rất dễ lựa chọn đúng không? Thánh nữ, người với ta không thân không thiết, tại sao lại đột nhiên nói với ta những lời này? Người muốn sử dụng ta để làm hại thế tử sao? Ta đối với hắn không có chút hứng thú. Ta chỉ là đơn thuần thấy Lâm Vãn Thu không vừa ý. Chỉ có thể khiến cô ta không vui, ta mới vui. Cơ hội chỉ đến có một lần. Bỏ lỡ rồi thì cả đời này của ngươi chỉ mãi là một nô tỳ hèn mọn thôi. Để cho Lâm Vãn Thu đánh mắng sỉ nhục, ngươi cam tâm không? Sao lại là ngươi thánh nữ đâu? Tôi qua thánh nữ bị Lý Ma Ma luyện tập cả đêm, căn bản không về. Thế tử người vào đây nửa cũng ngày không có động tĩnh. Nô tỳ lo lắng người, vì vậy vào trong xem. Ai biết được vừa vào người đã. Thánh nữ không đến sao lại không thông báo với ta? Là nô tỳ không tốt, nô tỳ làm hỏng việc của người, nô tỳ đáng chết. Được rồi Tiểu Hoàn, ngươi đừng khóc nữa. Cô ở trong cung phối hợp chặt chẽ, chứ đợi xong việc về phủ với Vãn Thu, ta tự nhiên sẽ cho cô danh phận. Đa tạ thái tử. Thánh nữ vào cung đã hơn 1 tháng, dáng vẻ quy tắc, đủ thứ tài nghệ. Đã học qua nhiều ngày như vậy, hiệu quả thế nào? Thánh nữ trời sinh đặc biệt, thông minh hơn người. Nô tỳ cho rằng đã đủ điều kiện Bà già này già hoa mắt rồi sao? Đã ra hiệu như vậy rồi còn nhìn không ra. Lý Ma Ma trước nay nghiêm ngặt, mới có bao lâu đã đủ điều kiện rồi. Thánh nữ ngược lại học rất chu đáo. Thái hậu và vương gia ngày luôn mong chờ, tiểu nữ không dám phụ lòng. Tiểu nữ muốn sớm ngày gả cho vương gia. Vậy muốn gả cho con trai ta, còn cách xa lắm. Thái hậu nói rất đúng. Đã đủ điều kiện thì sao chứ? Dù sao đối với ta, một người phụ nữ bị đuổi ra khỏi nhà, còn đủ tiêu chuẩn sao? Nói gì vậy? Vãn Thu của chúng ta không phải là vợ lẽ gì hết. Vậy ngày mai cô chuẩn bị một chút, so tài với Vãn Thu. Nếu như đấu không lại, ngày kết hôn hoãn lại tiếp tục học. Thần nữ tuổi trẻ ngược lại không sao. Nhưng mà vua Trấn Nam lớn tuổi rồi, sợ rằng nếu không vội. Mẫu hậu. Vậy nếu như thánh nữ thắng, thì khi nào sẽ thành hôn? Ai ra không quản nữa. Nàng đừng tức giận. Tuổi của mẫu hậu lớn tất nhiên hồ đồ. Từ khi ta đi vào kinh thành, người nhà các người không có cái nhìn tốt nào về ta. Tút đến nỗi tim ta đau rồi. Không đau không đau, bổn vương vì nàng vận công loại bỏ. Lưu manh. Thánh nữ Hồng Nhi, bổn vương không phải cố tình lợi dụng nàng. Không phải. Nàng muốn bổn vương phải làm, chỉ có nàng mới sẵn lòng tha thứ cho ta. Vậy ngươi rửa cho ta mấy quả táo. Tắm rửa. Như thánh nữ mong muốn, tất nhiên bổn vương sẽ đáp ứng. Đợi một chút, ta nói người rửa táo người làm gì vậy? Thánh nữ đừng vội, mọi việc cứ stu từ. Không, ta nói không phải là tắm. Thánh nữ, trang điểm như thế này là muốn đi đâu? Ta tản bộ. Mặc như thế này, thánh nữ thật là có nhã hứng. Đây là tập tục của Nam Cương bọn ta. Vậy sao không cùng người nhà ta đi chung? Đi xong rồi nhà ta sẽ đưa người quay về. Mời. Bệ hạ, thánh nữ DESN rồi. Bệ thánh nữ Nam Cương Công Nghi Hồng tham kiến bệ hạ. Là bệ hạ muốn gặp ta. Giang đại tiểu thư, trước mặt trẫm còn che giấu thân phận, thật sự là tội khi quân. Ý của bệ hạ, Hồng Nhi nghe có chút không hiểu. Cha mẹ của cô đã chết oan uổng. Ngươi từ đó chạy trốn, cẩn thận một chút cũng là đương nhiên. Nhưng mà, thật ra ta đứng phía Giang gia của ngươi. May Giang Sát Sát, trẫm biết Giang gia ngươi không có tội. Nếu đã như vậy, tại sao người không thay Giang gia bình phản? Chuyện ở Giang gia và ông phủ Trấn Nam dẫn đầu phát binh, tiền trảm hậu tấu. Khi mọi việc đến trước mắt trẫm, thì bụi đã lắng xuống rồi. Vương phủ Trấn Nam năm đó lưu trú tại biên giới, đây lẽ nào không phải vợ chồng Khanh Trần sao? Việc làm của chính mình, nếu như không có trẫm một tay nắm giữ, sức mạnh của đệ đệ tại biên giới phía Nam, quân Khanh Trần đợi người, sao có thể làm ra chuyện lớn như vậy chứ? Huống hồ chi binh phủ bây giờ của Giang gia cũng thất lạc không rõ, có lẽ đang ở tại Vương phủ Trấn Nam. Cô từ nhỏ đã cùng anh trai và cha luyện võ, lễ nghi tài nghệ chắc chắn không bằng Vãn Thu. Nhưng mà không cần lo lắng, trẫm sẽ sắp xếp cho ngươi, giúp ngươi gả vào Vương phủ Trấn Nam. Đây là gì chứ? Sau khi thành hôn, đưa thuốc này cho ta cô ta uống, tận dụng giành lấy binh quyền. Giang gia các ngươi có thể làm rõ bất công. Vương gia thánh nữ bên đó truyền tới tin tức, Thái hậu kiểm soát quá nghiêm ngặt không thể lẻn ra ngoài, đoạn thời gian này không qua đây được. Nàng ấy lại không DESN. Nửa tháng rồi nàng ấy chưa gặp ta, một chút cũng không nhớ ta sao? Nữ nhân thối đáng chết. Có được ta lại không trân quý, CODN để ta qua một bên. Vương gia anh minh thần vũ, thánh nữ sao có thể không động tâm, nghĩ là đang chăm chỉ học tập. Sớm nắc phai thành hôn cùng vương gia. Vương gia người đi đâu vậy? RTXV để sớm ngày cưới được cô dâu, nỗ lực phấn đấu. Bắt đầu đi. Vòng đầu tiên thể hiện dáng vẻ. Được. Đi ngồi lễ. K6, thật sự có thiên phú, nhưng mà không thể so với Vãn Thu. Bản lĩnh mười mấy năm. Bản lĩnh mười mấy năm cũng chỉ như vậy. Nhi thần cho rằng vẫn là thánh nữ xuất sắc hơn. Vòng đầu này thánh nữ thắng. Vãn Thu quận chúa, chuẩn bị bắt đầu vòng tiếp theo đi. Thi kỹ năng đàn. Hai người ai sẽ lên trước? Vẫn NNE là thánh nữ trước đi. Thần nữ cũng muốn lĩnh giáo chút kỹ năng đàn của thánh nữ. Được. Từ khúc mặc dù đơn giản, nhưng không khí cổ kính, có cảm giác hùng vĩ. Quá đơn giản rồi, trẻ nhỏ 3 tuổi cũng biết đàn. Chẳng qua chỉ là trình độ nhập môn vòng này. Ta thắng chắc rồi. Đây mới thật sự là đàn hay khúc hay tài nghệ giỏi. Kết quả đã hiện ra trước mắt rồi. Kết quả vòng này người xem. Thái hậu, trạng thái của Vãn Thu không người cũng thấy rồi. Chọn ngày đại hôn đi. Tạ ơn mẫu hậu. Công Nghi Hồng, cô đừng tưởng có vương gia nâng đỡ thì sẽ kha slam. Thái hậu thương yêu ta, người sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Vương gia là phu quân tương lai của ta, anh ấy đứng về phía ta, ta đương nhiên khá rồi. Ngược lại là cô, phu quân cô không cần cô nữa rồi, cho dù có thái hậu nâng đỡ thì có tác dụng gì chứ? Phu quân cô không cần cô nữa rồi, CHODU có thái hậu nâng đỡ thì có tác dụng gì chứ? Khanh Trần ca ca không phải không cần ta, anh ấy chỉ là mất trí trong giây phút, sẽ sớm tỉnh ngộ thôi. Bị ta mê hoặc tâm trí, cô thật sự là ngốc đến đáng thương. Cô có ý gì chứ? So đo với ta, có tác dụng gì chứ? Cô vẫn nên về xem, nô tỳ tốt của cô và ca ca tuyệt đẹp của cô. Tiếc là ta không phải là một người ngớ ngẩn đáng thương. Thánh nữ đến ta cũng không để ý. Lâm Vãn Thu gặp chỉ có thể oán giận. Vẫn là nàng tốt nhất, ở với nàng thoải mái nhất. Nô tỳ chỉ muốn cùng thế tử, biết rằng thế tử dọc đường đến thật không dễ dàng. Nàng đối với ta tình thân nghĩa trọng. Đáng hận ban đầu nghe theo Lâm Vãn Thu, không nạp nàng làm thiếp. Thế tử Phi chẳng qua chỉ quá yêu thế tử rồi. Cô ta đánh nàng người đầy thương tích, nàng còn lên tiếng giúp cô ấy. Thế tử Phi là chủ, nô tỳ là bộc. Đây đều LLA nô tỳ đáng nhận. Cô ta đã không phải thế tử Phi nữa rồi, còn dám ức hiếp người của ta, nên cho cô ta chút bài học. To gan dám câu dẫn thế tử. Vãn Thu, sao muội lại quay ở trên giường ngủ với nha hoàn của ta, còn hỏi ta sao lại quay lại? Là nô tỳ bị mê muội đầu óc câu dẫn thế tử. Nô tỳ đáng chết, người muốn đánh muốn phạt tùy người. Tiểu Hoàn đừng sợ, có ta đây cô ta không dám làm gì muội đâu. Tiểu Hoàn, ngươi đáng chết. Thế tử, con của chúng ta, con trai mang thai, tiện nhân mang theo nghiệt chủng cũng xông không nổi, đi chết đi, đủ rồi. Lâm Vãn Thu, nếu như cô dám làm hại con của ta, sao đừng có đừng sống tại Vương Phủ Trấn Nam nữa. Tiểu Hoàn, đi. Khanh Trần ca ca, sao huynh có thể vì tiện tì này mà không cần ta chứ? Các ngươi thành hôn 3 năm, một chút tin tức cũng không có. Tiểu Hoàn không đáng kể. Cô ta là vì đứa con đều là vì con cái. Sao anh ta có thể vì con mà không cần ta chứ? Ngoài ta ra, nữ nhân khác đều không được có con với huynh ấy. Mạch tượng của cô cả đời này đều không sinh con được. Cô muốn hắn ta đoạn tử tuyệt tôn. Nam Cương ta có một loại cổ. Cô có thể. Đúng, cô là thánh nữ. Ta nghe nói Nam Cương có một loại cổ, có thể làm người không mang thai được. Cô là thánh nữ Nam Cương, cô nhất định sẽ có thể có phải không? Ta có thể. Nhưng mà ta thấy hắn không ưa. Cô hãy cứ để hắn bị cổ đoạn tử tuyết tôn đi. Ta có thể miễn phí cho cô. Nhưng nếu cô muốn cổ trùng sinh con cho hắn, ta dựa vào đâu giúp cô? Cô muốn làm gì? Chỉ cần ta có sẽ đều đưa cô. Vậy, ta muốn cái hầu bao kia. Không được. Quay về đi, rất nhanh cô sẽ mang thai thôi. Cô sẽ không lừa ta chứ, đúng không? Nếu ta đã nhận dược hầu bao của cô, đương nhiên sẽ giữ lời. Trong vòng 3 ngày, chỉ cần cô và quân Khanh Trần ngủ với nhau là sẽ có thai. Cơ hội cô tự tìm đấy. Thánh nữ, hôm nay là ngày mà người cùng Vương gia đại hôn. Hỷ phục nào thật sự rất hợp với người. An cuối cùng cũng đạt được điều mình mong muốn rồi. Hai, đi thôi, đi thôi. Yêu. AC. Chúc mừng phụ hoàng. Chúc phụ hoàng mẫu phi trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử. Cảm ơn vì những lời chúc tốt đẹp của các con. Đều đứng dậy đi. Tạ ơn phụ hoàng. Vãn Thu, thỉnh an mẫu phi. Vãn Thu quận chúa, cô đây là Vãn Thu đã mang thai hơn 1 tháng. Ban đầu thế tử không biết, nên mới một giây hồ đồ. Bây giờ chúng con đã hòa thuận. Như vậy thì tốt. Bắt đầu từ bây giờ, người một nhà chúng ta hòa thuận vui vẻ, sống tốt qua từng ngày. Vâng. Trai qua biết bao nhiêu trắc trở, cuối cùng cũng cưới được nàng rồi. Ta mang lại cho vương gia nhiều rắc rối. Vương gia không trách ta chứ. Có thể cưới được nàng, cho dù là lên núi đao hay xuống biển lửa, ta cũng hạnh ô húc. Dựa theo quy tắc của Đại Chính, uống ly rượu giao bôi này mới xem như cưới được ta. Tây Dung hiện nay đã sẵn sàng. Qua hôm nay, ta phải quay về Nam Kinh dẫn quân, thực hiện giúp đỡ Nam Cương lời hứa chống lại Tây Dung. Bách tính En Ma Cương đã chờ đợi tiếp viện từ lâu. Cảm tạ Vương gia. Trước đây, Hoàng Huynh luôn khuyên ta, nói thành người một nhà sẽ không giống. Bây giờ xem ra thật sự như vậy. Đây là lần đầu tiên trước khi ta xuất quân ra trận, đối với người nhà có chút không nỡ. Nếu không thì, Vương gia đừng đi nữa, đưa binh phủ cho ta để ta đi. Vương gia cư sở Vương phủ đợi ta. Tiểu tinh nghịch. Binh phủ ở trong đây. Vương Phi nếu như muốn có, tự mình qua lấy đi. Lúc nãy trong rượu, cảm tạ vua Trấn Nam, quân Nam Kinh ta sẽ nhận. Bệ hạ thành công rồi. Nhị đệ của ta khôn ngoan như vậy mà lại dễ dàng để thánh nữ thành công sao? Vua Trấn Nam, sao anh minh thần vũ bằng người? Người chỉ bày ra ít mỹ nhân kế, ngài ấy đã cắn câu rồi. Bây giờ thánh nữ này đang ở bên ngoài chờ người. Người xem, mau mau truyền, vâng. Thánh nữ may mắn. Vua Trấn Nam sao rồi? Trung thuốc bệ hạ đưa, nôn ra máu và hôn mê rồi. Sinh tử chỉ còn ranh giới mỏng manh. Cô oi cùng. Cuối cùng quân Nam Kinh đều do chấm nắm giữ rồi. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Mong bệ hạ mau mau tìm ra chân tướng, trả lại cho Giang gia ta công đạo. Bệ hạ. Giang Sát Sát, là ngươi. Từ đầu đến cuối, ta đều là người của Hoàng thượng, Ái Khanh. Cầm binh phù và đi đến Nam Kinh, tiếp quản quân Nam Kinh. Thần, lĩnh chỉ, các ngươi vậy mà. Quân Khanh Trần, ngươi hại toàn bộ gia đình ta, ngươi sẽ chết không yên đâu. Không thể chết yên. Quân Giang gia, nửa mảnh binh phủ còn lại cũng DUOC lấy rồi. Một tay nắm giữ hai đội tinh binh đại chính. Ta không biết sẽ chết thế nào. Bây giờ người đừng lãng phí sức lực nữa. Tạm biệt. Giang Sát Sát. Thái hậu. Cháu từ trước đến nay tưởng rằng người ghét cháu. Ta đương nhiên ghét cô rồi. Nhưng mà bây giờ người cứu Lâm Phong cũng chỉ có cô thôi. Áo Thiên làm như vậy quả thật là điên rồi. Mưu kế hại đệ đệ ruột và em dâu. Cô mau đi đi. Nghĩ cách, mang theo Lâm Phong cùng đi. Nhất định phải cứu Lâm Phong. Thế tử, ta hỏi cô lại một lần nữa, để cô bảo quản, lưu qua mảnh binh phù sao lại là giả chứ? Ta thật sự không biết. Cô không biết. Quân Nam Kinh kiêu ngạo, CHODU có nửa không thể khiến họ nghe theo. Bây giờ đến cả binh phù Giang gia cũng không có. Cô nói ta nghe, làm sao đánh Tây Dung, trực tiếp rút quân thôi. Đại quân Tây Dung sắp đến, rút quân vào lúc này tương đương với việc chia rẽ bách tính Nam Cương và biên giới, phớt lờ sự sống cái chết. Những đám dân đen đó không phải việc của ta. Ta mệnh lệnh ngươi khó thực hiện việc rút quân, ngươi. Đây là mệnh lệnh của bệ hạ, lẽ Nago ngươi muốn kháng chỉ sao? Báo. Quân đội Giang ra phía bắc, đi ngàn dặm đến đây, một đòn đã đánh bại quân Tây Dung, một chiến thắng vĩ đại trong trận chiến này. Quân Giang ra sao bọn họ có thể di chuyển nhẹ nhàng? Thủ lĩnh là ai? Là ta. Là ngươi. Sao ngươi lại biết? Cũng may có hảo phu nhân, giao dịch với ta, đưa nửa mảnh binh phù cho ta. Bây giờ cả hai trong tay ngươi đều là giả. Bất ngờ không? Ngạc nhiên không? Đúng rồi, thuận tiện cũng nói với ngươi. Đứa con trong bụng cô ta cũng là giả. Đó là do ta dùng cổ tạo ra ảo tưởng mang thai. Bây giờ ngươi xẻ bụng cô ta ra, trong đó căn bản không có đứa trẻ nào. Ngươi lừa ta. Vậy nên cô cố ý đến đây, con trắng trợn đứng trước mặt ta. Người đâu? Quân Nam Kinh ở đâu? Đừng tốn nước bọt nữa. Có ta đây. Cho dù ngươi có lấy được binh phù, cũng không hiệu lệnh nổ quân Nam Kinh. Không, hoan nghênh Vương gia trở về. Quân Nam Kinh nghe theo lời Vương gia. Không phải ngươi bị Giang Sát Sát hạ độc sao? Đang trong nguy kịch sao? Ngươi cho rằng ngươi và quân Áo Thiên có thể dùng những lời nói dối vụng về đó lừa ta sao? Đêm đó ta đã bày tỏ với Vương gia rồi. Những việc sau này chẳng qua là bọn ta dựa theo kế hoạch làm thôi. Ngươi và Hoàng Huynh khiến ta quá thất vọng rồi. Sát Sát, ta đã bị nữ nhân này mê hoặc mới làm ra những việc như vậy. Đó đều không phải là chủ ý của ta, ta chỉ yêu muội thôi. Sát Sát, tha thứ cho ta. Tha thứ cho ta được không? Ngươi nói những lời này đều là thật sao? Chúng ta trở về trước đây, hòa thuận được không? Vậy ngươi xuống địa ngục, hỏi hàng chục sinh mạng Giang gia bị oan đi. Phụ thân Hoàng Huynh, quân Khanh Trần và Lâm Vãn Thu đã chết. Con và quân Lâm Phong đã san bằng Tây Dung, lại đánh về Kinh Thành. Quân Áo Thiên hết hy vọng, tự thiêu. Mọi người ở dưới Suối Vàng có thể yên tâm rồi. Hai người xin yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho Sát Sát. Đợi con và Sát Sát trăm năm nữa quay lại, cùng với hai người dưới Suối Vàng uống rượu và trò chuyện.